rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một vấn đề liên quan đến tiêm chủng của trẻ nhỏ. Có một câu hỏi mà rất nhiều bố bà mẹ còn đang băn khoăn, đó là trẻ bố mẹ hoàn toàn có cần phải uống vaccine rotavirus hay không? Thì hiện nay có nhiều thông tin cho rằng đó là trẻ bố mẹ hoàn toàn không cần phải uống vaccine rotavirus, bởi vì là sữa mẹ đã loại bỏ được hoàn toàn virus rota, dù chúng ta uống cũng không có tác dụng gì. Thì thực tế là điều này không đúng. Rotavirus là cái nguyên nhân gây ra tiêu chảy nặng và phổ biến nhất ở trẻ nhỏ trên thế giới. Ở Việt Nam thì nghiên cứu là cho thấy rotavirus là nguyên nhân gây bệnh chiếm đến hơn 50% của những cái ca tiêu chảy cấp và nặng. Lứa tuổi trẻ mà hay mắc tiêu chảy cấp do rotavirus đó là trẻ từ 3 tháng tuổi đến 2 tuổi. Trung bình thì trong 5 năm đầu đời, trẻ sẽ có, hầu như trẻ nào cũng sẽ có ít nhất một lần là bị tiêu chảy do nhiễm rotavirus. Rotavirus gây ra cái tiêu chảy cấp và dẫn đến tình trạng mất nước rất nhanh ở trẻ nhỏ. Thời gian ủ bệnh khi mà nhiễm rotavirus là từ 1 đến 7 ngày. Sau đó trẻ phát bệnh, các triệu chứng nó sẽ là nôn, nôn thường xuyên và rất nhiều. Sau đó là tiêu chảy, tiêu phân lỏng. Tiêu phân lỏng nhiều nước nhưng mà trong phân thì không có máu. Các triệu chứng của cái tiêu chảy cấp này nó sẽ rầm rộ trong 2-3 ngày đầu. Trẻ sẽ nôn và tiêu chảy rất nhiều lần. Sau đó thì sẽ giảm dần và có thể hết trong 1 tuần. Tuy nhiên, bởi vì nôn và tiêu chảy rất nhiều nên trẻ sẽ nhanh bị mất nước, mất điện giải, hạ đường huyết, rồi nguy cơ trụy tim mạch, tức là cái nguy cơ tử vong của trẻ rất cao. Nếu mà chúng ta không có cái phương pháp điều trị kịp thời và thích hợp bổ sung nước và điện giải ở trẻ thì trẻ tiêu chảy cấp nặng này rất dễ dẫn đến tình trạng là tử vong, rất nguy hiểm. Hiện nay thì chúng ta chưa có cái biện pháp điều trị đặc hiệu đối với tình trạng tiêu chảy cấp do rotavirus. Tức là khi mà đã mắc phải thì cái phương pháp điều trị của chúng ta đó là điều trị triệu chứng. Chúng ta sẽ bù nước và điện giải để phục hồi cơ thể cho trẻ thôi, và để trẻ thích ứng và tự khỏi. Vì thế cho nên cái việc có vaccine để phòng, hoặc uống vaccine rotavirus vẫn là cái phương pháp hiệu quả nhất, hữu hiệu nhất để bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng tiêu chảy nặng do rotavirus. Sữa mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến virus rota? Thì nghiên cứu cho thấy đó là sữa mẹ có ảnh hưởng đến virus rota. Sữa mẹ nó có kháng thể chống lại cái virus rota này, vì thế nên là khi mà uống sữa mẹ và uống rotavirus thì nó sẽ làm giảm đáp ứng miễn dịch. Đấy, sữa mẹ làm giảm đáp ứng miễn dịch của cái rotavirus. Mặc dù đó là khi uống sữa mẹ hoàn toàn có thể bảo vệ trẻ không mắc khỏi, tức là khỏi giảm các cái chứng tiêu chảy do các cái loại siêu vi khác, nhưng mà hiện nay chúng ta chưa có nghiên cứu nào chứng minh được rằng là sữa mẹ có loại bỏ được hoàn toàn virus rota hay không. Tức là chúng ta, trẻ nhỏ vẫn, dù bố mẹ hoàn toàn, vẫn có nguy cơ mắc phải rotavirus. Một số nghiên cứu khác khi mà so sánh hiệu quả giữa các cái nhóm bố mẹ hoàn toàn này, bố mẹ không hoàn toàn và bù sữa công thức khi uống vaccine rotavirus, thì cho thấy là với cái nhóm bố mẹ hoàn toàn thì nó có làm giảm cái tác dụng của vaccine rotavirus, nhưng mặc dù cho giảm thì cái hiệu quả còn lại nó cũng rất đáng kể, đủ để cho chúng ta uống cho trẻ uống vaccine để phòng bệnh. Khi uống vaccine rotavirus thì có một số chú ý, đó là có một số trẻ sẽ chống chỉ định, sẽ không sử dụng cái loại vaccine này. Đó là trường hợp trẻ đã uống một liều có cái phản ứng dị ứng mạnh với vaccine này thì chúng ta sẽ không uống liều 2. Thứ hai là những trẻ mà suy giảm hệ miễn dịch, những trẻ sử dụng thuốc kháng viêm steroid, và thứ tư đó là nhóm trẻ mà có cái tiền sử đó là bị lồng giật trước đó. Bởi vì trước đây là chúng ta biết là vaccine rotavirus nó có một cái tác dụng phụ, một tỷ lệ nhỏ tác dụng phụ là bị lồng ruột. Mặc dù hiện nay là chúng ta đã loại bỏ được cái loại vaccine này rồi, loại bỏ được cái tình trạng lồng ruột do uống vaccine rotavirus này rồi, nhưng vẫn có cái khuyến cáo đó là trẻ đã cái tiền sử lồng ruột trước đó thì chúng ta sẽ không cho uống vaccine rotavirus. Khi uống vaccine rotavirus thì trẻ có thể có cái phản ứng phụ, đó là tiêu chảy nhẹ,
trong vòng vài ngày hoặc có thể là kéo dài đến 2 tuần. Nhưng mà cái tiêu chảy này nhẹ và trẻ có thể khỏi được, không có nguy hiểm. Và các bạn cũng cần phải chú ý đó là uống vaccine rotavirus thì chỉ phòng được các cái trường hợp tiêu chảy nặng do rotavirus thôi. Tức là trẻ vẫn có thể mắc phải rotavirus, vẫn có thể bị tiêu chảy, nhưng những tiêu chảy này nó sẽ là dạng nhẹ. Và có thể mắc phải tiêu chảy do các cái loại siêu vi khác nữa. Nhưng mà dù như thế thì các bạn hoàn toàn có thể thấy yên tâm rồi, bởi vì đó là tiêu chảy nặng thì mới dẫn đến mất nước, mất điện giải và nguy hiểm. Chúng ta phòng được tình trạng tiêu chảy nặng, tức là đây phòng được nguy cơ tử vong cho trẻ rồi. Như vậy, tổng kết lại có thể đưa cho các bạn những lời khuyên như sau. Trước tiên đó là vaccine rota nên sử dụng cho trẻ để bảo vệ và giảm nguy cơ tiêu chảy nặng, giảm nguy cơ tử vong cho trẻ. Thứ hai đó là mặc dù sữa mẹ làm giảm tác dụng của vaccine rota, nhưng cái hiệu quả còn lại là đáng kể, là đủ để chúng ta cần thiết cái việc tiêm cho trẻ uống vaccine rota để phòng bệnh. Và thứ ba đó là hiện nay chúng ta đã có vaccine rotavirus do Việt Nam sản xuất, nên các bạn có thể cho trẻ sử dụng, hiệu quả được tốt và giảm được chi phí. Trong tương lai thì có thể là vaccine rotavirus sẽ đưa vào được trong chương trình tiêm chủng mở rộng để cái hiệu quả bảo vệ được tốt hơn cho cộng đồng, bởi vì hiện nay nó vẫn là vaccine dịch vụ, nó là sự lựa chọn. Nó nằm trong cái sự lựa chọn của các bậc phụ huynh, chứ nó chưa nằm trong cái nhóm vaccine bắt buộc. Mặc dù là năm 2013 là Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo đó là vaccine rotavirus nên được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng của tất cả mọi quốc gia để bảo vệ trẻ em được tốt hơn. Như vậy là mình đã trình bày cho các bạn những cái vấn đề thắc mắc xung quanh cái vấn đề đó là bố mẹ hoàn toàn và việc uống vaccine rotavirus. Hy vọng là các bạn đã có những cái quyết định, cái suy nghĩ của bản thân mình trong cái việc quyết định là nên tiêm phòng, nên cho con mình uống vaccine rotavirus hay không. Nếu có thắc mắc gì, các bạn có thể comment trực tiếp dưới các video, mình sẽ trả lời. Và nếu yêu thích, các bạn hãy đăng ký kênh của bác sĩ Đoàn Thị Mai để được giải đáp thắc mắc này và nhận thêm nhiều video hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.